cọc nó đang bị tuột nồi, đá số nó lệm mô mờ. Thì anh em biết cái xe này, xe zin bản thân nó cũng vậy nữa, chạy nó có bốc ha, đi tài lắm, có ba càng nữa. Xe nó bị lệm rồi, xe này có làm nồi rồi nhưng mà chạy không dữ. Chủ xe qua mình làm lại ha. Mình làm xong rồi theo này kia làm đó luôn. Làm xong rồi mình quay cho anh em xem. Và mình làm sitter nè, AB nè, 210 nè, 300 bi cộng. Cái nó ý rồi, tôi làm hết rồi. Đây chiếc phụ chờ mập neo anh em, rồi mới tuột nồi mình làm lại ha. Làm bố và càng nè. Đó, dày hơn, dài hơn. Làm chua nè, bố lát sắt, xo dớt ở cái nhòm lại tán chuồng heo này luôn cho nó không có bị không có giọng á. Rồi thay mấy gòn luôn, cái gòn gì nó dính rất rồi, phải cạo gòn hết rồi mới thay. Làm xong rồi mình sẽ quay cho anh em xem á. Đang làm video ép nè, 300 mi rất xinh luôn. Thôi mình làm là ba anh em là giọng hú nha. Thì thực em luôn, bao nhiêu em bao mốt. Mình nhìn cái chợ nó chuồn mà không có chạy, không bóc được luôn rồi. Làm xe đem qua đem phố nội đô. Máy 65 độ do nó xong. Máy UVS số 2 HB58 SH69 JD số 8